sao mà lại mặc đồ của bạn tao? Mày đánh nó đi đó. Ủa là sao? Mày nhớ hai cái thẻo bên này của tao không? Tao giúp mày ăn cắp cái tivi ở trong cái quán karaoke. Còn mày nhớ cái thẻo này không? Đây nè, thẻo này nè. Mày đừng có xạo nghe mày. Là hồi nhỏ mày đi đá banh bị chó dí, táp mất một bên. Tao nợ đại ca Dũng 100 triệu. Mày đánh nào thật nấy. Từ lúc sống trong trại mồ côi mày cũng đã như vậy rồi. Lúc nào mày cũng muốn kiếm tiền dễ dàng hết trơn á. Come on, blow it like it's nothing. Tụi bay đã xem hết nó chưa? Lần này tụi bay không được để nó trốn thoát gì đó. Giờ mày tính sao đây? Tao phải lấy được 200 triệu để tôi giải quyết hết vấn đề của mình. Đây là cái cuộc thi đầu bếp chuyên nghiệp. Giải thưởng 200 triệu. 200 triệu? Cái điều mày đang nói đây là mày không biết chó gì nấu ăn hết trơn á. Cũng mày đặt vô thi. Làm sao mà thắng người ta được? Không làm cũng chết. Mà có làm cũng chết. Tập hồ sơ màu đen này chứa danh sách các món ăn trong cuộc thi lần này. Nếu như mà mình có được cái danh sách các món ăn đó đó, thì phần trăm cơ hội chiến thắng của tao rất cao. Chúc mừng mày. Tự nhiên á, thơm à. Tao mới là người đưa ra quyết định. Ai thắng? Ây da! Ui da! Đấy thôi, chạy ra! Mày làm gì vậy? Tao đang yêu. Mày yêu thì mày kiếm con mắm của mày hôn đi. Tự nhiên mày ôm tao mày hôn. Cái thằng lưu manh đó là cái thằng mượn tiền tao. Mày ra mày lột tóc, mày chui mặt nó cho tao. Là nó trắng này liền hả? Xin lỗi mấy lị. Chúc mấy lị ngon miệng à.